Ơ Ngọc. Anh Duy Anh. Sao em lại ở đây? Em mới thuê nhà ở đây ạ. À thế à? Ơ thế em ở tầng bao nhiêu? Em ở tầng 32. Nhà anh cũng ở đây ạ. Ơ anh ở tầng 34. Duyên thật đấy. Trước thì là người yêu cũ, rồi lại trở thành cùng hội phụ huynh, và bây giờ lại là hàng xóm của nhau. Quá là duyên luôn ấy. Thôi, chuyện người yêu cũ anh đừng nhắc nữa. Ừ, anh biết rồi, anh quên. Này, thế đồ của em đây đúng không? Dạ vâng ạ. Thang hàng ở bên này cơ, để anh chuyển sang cho. Xét cho cùng, tôi và anh cũng chỉ là người dưng thôi. Nên việc anh quan tâm đến chỗ ở của tôi là bất lịch sự đấy. Người yêu cũ á? Em thì em tin là anh Duy Anh không có chuyện gì cả. Ai cũng biết là ông ấy lúc nào cũng chỉ biết có chị và các con thôi. Nhưng mà cái chuyện người yêu cũ cũng khó nói trước chị ạ. Em nhắc chị mới nhớ đấy. Ông Duy Anh nhà chị dạo này khác lắm. Mà mấy ông đàn ông cũng thế, cứ bí mật chuyện gì che giấu cho nhau ấy. Em kể cho chị thế này là để chị chú ý hơn thôi. Không lẽ hội trưởng hội phụ huynh của thằng Nam lại là người yêu cũ của ông Duy Anh? Chị gặp cô ấy rồi ạ. Anh Duy Anh, anh giỏi lắm. Chị ơi, có chuyện gì chị cứ từ từ bình tĩnh giải quyết chị nhá. Chứ như thế này em thấy áy náy lắm. Cứ như lỗi tại em mà anh chị cãi nhau ấy ạ.